của cha mẹ từ lúc sinh chúng ta ra cho đến khi nuôi chúng ta trưởng thành không có gì có thể so sánh được. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống bộn bề lo toan và đôi khi những bạn trẻ có thể quên đi trách nhiệm đối với cha mẹ của mình, và nhiều khi nhìn lại thì chúng ta sẽ không còn có thể bù đắp được cho cha mẹ mình nữa. Ngay như bản thân Huyền, lúc nào đối với Huyền cha mẹ cũng là yêu thương nhất, là tuyệt vời nhất. Nhưng có thể do những cái bận rộn của mình, nhiều khi mình thực sự không có nhiều thời gian để bên cạnh, để phụng dưỡng cha mẹ. Và cha Huyền mới qua đời, chính vì vậy bây giờ Huyền cảm thấy mình rất là muốn làm cho cha nhiều hơn nữa, làm những cái điều nhiều hơn nữa, nhưng đến bây giờ không thể làm được nữa rồi, bởi vì cha không còn ở bên cạnh Huyền nữa. Vì vậy thì Huyền muốn là bây giờ mình sẽ phải bù đắp tất cả những cái tình cảm, những cái yêu thương và cái sự hiếu thảo của mình dành cho người mẹ thân yêu của mình. Và qua chương trình này thì Huyền cũng hy vọng rằng tất cả những bạn trẻ Việt Nam, giới trẻ Việt Nam, tất cả chúng ta hãy luôn luôn dành những tình cảm yêu thương và hãy dành thời gian của chúng ta để ở bên cạnh cha mẹ, bởi vì nếu như không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta ở trong cuộc đời này. Người ơi, những ai đang còn cha còn mẹ thì chớ để cho nước mắt mẹ cha rơi.